Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp trong kỳ họp bất thường lần thứ 5 cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án luật tại 7 phiên họp. Chính phủ đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề để hoàn thiện dự án luật. Dự thảo luật đã được lấy ý kiến nhân dân. Quá trình hoàn thiện dự thảo luật đã có sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức, chuyên gia. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan thẩm tra, soạn thảo và các cơ quan tổ chức liên quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận cụ thể về kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và góp ý trực tiếp vào dự thảo luật. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và hai dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.